Hello các bạn đến với Cà Sò TV. Hôm nay mình sẽ lấy một cái bóp ít điện tử này là ốc xên xanh nha các bạn, để luyện khiêu chuẩn bị mình chơi trò chơi thử thách đấu bóp ít với hai trợ lý của mình nha các bạn. Mình cái lô mà bóp ít điện tử này mình đã bán hết rồi, còn có một vài cái à. Còn có lúc nãy mình vừa lấy ra thì còn một cái ốc xên xanh này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ luyện tập trên cái bóp ít này để chuẩn bị thi đấu nha các bạn. Hôm nay lâu quá không có chơi, không biết là chơi còn bén không. Mình hợp phong thủy với cái màu xanh này nha các bạn. Qua màn rất là đơn giản luôn. Cuối tuần này mình chuẩn bị quay một cái clip cắm trại sinh tồn và thi đấu bóp ít nha các bạn. Tranh thủ thời gian này mình luyện tập thêm, có nhiều điều bất ngờ thú vị nha. Bữa nay mình sẽ test hết nắp luôn thử cho mình chơi được tới level mấy nha các bạn. Mỗi tài cũng gán chơi mà mỗi mắt cũng phải gắng chơi luôn, chơi tập luyện cật lực để thi đấu nha. Level 6. Ok, quá màng. Nhạc nó bắt đầu nhanh lên này nha các bạn. Cái tốc độ mình bấm về sẽ nhanh lên chứ nếu không là sẽ bị trễ và bị ao ngay. Level 8. Mình bấm nhanh mình bấm phải chính xác nha các bạn, mình mà bấm bậy vô một cái bóng đèn khác là rồi ao luôn. Nhanh mà phải chính xác. Hai đứa con của mình là mình phát cho mỗi đứa một cái này là bỏ điện thoại luôn nha các bạn, tập trung chơi này thôi. Đây là của máy cai điện thoại Level 10 nè các bạn ơi. Ok, mình phải cẩn thận nha các bạn, mình bấm nhầm cái là tạch ngay. À, nhạc bắt đầu kịch tính rồi nha các bạn, nó bắt đầu nhanh nhanh rồi đó. Nó nhanh như là chó chạy ngoài đồng luôn rồi các bạn ơi, mà phải cẩn thận nha các bạn, nhanh mà bấm ẩu là chết đấy. Cố lên cố lên các bạn ơi. Wow, quá màng rồi. Màu xanh này rất hợp phong thủy với mình nha các bạn. Màu xanh ok quá. Mình chơi gì mình cũng phải lựa cái nào mà nó hợp phong thủy mình, nó dễ dễ thắng nha các bạn. Nó thuận lợi, chơi gì nó cũng ok, ngon lành luôn. Còn lựa mấy cái không hợp chơi dễ tạch lắm. Quá đỉnh quá đỉnh quá đỉnh rồi. Qua màn luôn các bạn ơi. Ấy trên 18 rồi các bạn. Mình là 18 rồi các bạn ơi. 18 rồi các bạn ơi. Qua màn qua màn. Qua màn qua màn qua màn các bạn ơi. Yes. Level 19. Nhạc quá nhanh rồi các bạn ơi. Cẩn thận nhanh tay nhưng mà cẩn thận các bạn ơi. Level 20. 20 là 20 rồi nha các bạn.
20 rồi nha các bạn ơi. 20 rồi các bạn ơi. Yes, qua màn. Level 21. 21 rồi các bạn ơi. Oh, 22. Rất hợp phong thủy với mình nha các bạn. Màu xanh này rất hợp phong thủy với mình nha các bạn. Nhạt quá trời nhanh rồi các bạn ơi. Level 23. Nhanh nhanh lên mà lẹ lẹ lên các bạn ơi. Quá đẳng cấp rồi các bạn ơi. Level 24. 24 là 24 rồi nha các bạn. Chuẩn bị phát kỷ lục rồi. Chuẩn bị phát kỷ lục rồi các bạn ơi. Yes, 25 rồi các bạn ơi. Level 25. À, các bạn nào đạt đến 25 rồi chưa? Mình 25 rồi nha các bạn. Quá đẳng cấp rồi các bạn. Quá đẳng cấp rồi các bạn ơi. Level 26. 26 là 26. Quá nhanh, nhạt quá nhanh rồi các bạn ơi. Quá nhanh rồi các bạn ơi. Quá nhanh rồi các bạn ơi. Quá nhanh luôn. Yes, 27. Quá đẳng cấp ơi. Tạch rồi các bạn ơi. Mắt kim của mình là level 26 nha các bạn. Vừa qua 27 thì knock out rồi. Mình đang bán Bobbit điện tử này với giá là 60k, tặng kèm 3 viên pin nha các bạn. Sắp chuẩn bị về lô mới rồi. Bạn nào mua mẫu nào thì tranh thủ lựa mình chọn và comment phía dưới, mình sẽ báo giá cho các bạn nha. Lần này về rất là nhiều mẫu độc lạ luôn nha, mình sẽ quay một lượng lên cho các bạn lựa chọn nha. Rồi, nếu mà các bạn thấy video hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ kênh Cà Sò TV nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nha. Bye bye.